Hello, xin chào các bạn nha, mình lại là khủng long đây. Hôm nay mình sẽ lại đi tìm đồ chơi, ha, đi xem nào. Ha, wow, các bạn thấy không? Ở trong cái hố kia có một cái xe kìa. Ai vứt cái xe kia? Khủng long đến đây. Xem nào. Các bạn ơi, đây là một em xe này, ngoạm luôn. Khủng long ăn thịt xe luôn. Các bạn ơi, này, đây là một em xe chở rác nhá. Ai vứt ở trong cái hố kia? Này, đây là một em chở rác này. Mở được nắp thùng này. Đấy, sẽ đổ rác vào đây nhá. Đóng vào. Xe chở rác rất là đẹp, có cả đèn nhá. Ui cha cha. Này, có phím bấm ở trên này. Đấy. Cho vào đây. Các bạn ơi, xe chở rác này kêu được luôn. Rồi mình đi tìm tiếp nhá. Nào, chúng ta đi tìm tiếp nhá. Đây nữa đây. Một em xe nữa này các bạn ơi. Cho vào trong này. Một em speed car, một em xe đua nhá. Superior Auto. Xe này là một em xe đua công thức luôn các bạn ơi. Có đuôi lướt gió này. Lốp rất là đẹp nhá. Cho vào đây, mình đi tìm tiếp nhá. Rất là nhiều đồ chơi các bạn ơi. Cái gì đây? Ai vứt cái gì ở đây này? Cái gì đây nhỉ? Các bạn ơi, đây là một em máy bay trực thăng này. Đấy, các bạn thấy không? Một em máy bay trực thăng nhá. Đây rồi. Em này có cái cánh quạt để quay này. Em này còn biến hình được luôn này. Thấy chưa? Thành em siêu nhân nhá. Thành máy bay trực thăng rồi. Biến hình. Thành em siêu nhân này các bạn ơi. Thành máy bay trực thăng luôn. Nào, ta đi tìm tiếp nhá. Các bạn ơi. Đây này. Ai vứt hai cái xe ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đây là một em cần cẩu này. Rồi. Một em cần cẩu cứu hộ các bạn nhá. Có thể quay được cần cẩu này. Đấy, các bạn thấy không? Quay cần cẩu luôn. Móc cẩu vào đây. Cẩu cái lá lên. Quay ra đây. Thả lá vào đây. Một em cần cẩu nhá, có thể quay cần cẩu này. Phím bấm ở đâu? Đấy, em mới để xe đấy. Em này cũng kêu luôn các bạn ạ. Rồi, một em cần cẩu cứu hộ nhá. Rồi, pam. Khủng long ta lại đến đây. Ngoạp cái xe này luôn các bạn ơi. Đây là một em cần cẩu cứu hộ nha các bạn ơi. Đấy. Em này hạ cái này xuống nhá. Đấy. Để cho xe ô tô gác bánh lên đây. Đấy, còn đây là cần cẩu của em ấy, em nâng lên này. Nâng bánh lên, hạ bánh, nâng. Để em ấy kéo xe cứu hộ đi này này. Các bạn thấy không? Bánh quay rất là tít nhá. Nào, cứu hộ nào. Có đèn cứu hộ xanh đỏ luôn các bạn ạ. Rồi, cho vào đây. Nào, mình đi tìm tiếp xem nào, em có không. Hố này hết rồi. Kia kìa. Kia các bạn ơi. Đây này. Ai vứt xe ở đây? Spider car. Một em xe siêu nhân nhện. Spider car. Em phải đi rất là nhanh các bạn ơi. Xe đi nhanh lắm, xe của siêu nhân nhện đấy. Rồi, mình đi tìm tiếp nhá. Nào. Các bạn ơi, cái gì kia? Này. Ai vứt ở đây này? Một em máy xúc. Xúc đất nào. Đổ đất. Xúc đất.
À, đổ đất nhá. Bạch bạch bạch. Wow. Ui, một em excavator. Wow. Một em excavator rất đẹp nhá. Rồi, máy xúc vào đây. Wow, đây nữa này, một em nữa này. Wow. Ai vứt đây này. À, đây là một em xe trộn bê tông các bạn ơi. Này, quay bê tông nhá. Đấy, này. Này, có phím quay này. Này, quay nhá. Bạch bạch. Bạch bạch. Bạch bạch. Bạch bạch. Wow. Ui, các bạn thấy không? Đấy, này. Chà. Quay tít luôn các bạn ơi. Đấy, trộn bê tông nhá. Đấy, để trộn bê tông này. Đấy, các bạn thấy quay không này. Rồi, bấm nhá. Wow. Băm. Em đã vào đây rồi, mình đi tìm tiếp nào. Ha cha, khủng long ta đến đây. Chà chà. Khủng long bắt đầu đi ăn đây. Dạ dạ. Wow, các bạn ơi, lại một em xe nữa này. Em này là em xe gì đây? Wow. Ui chà chà. Đây rồi. Một em xe quân sự các bạn ạ. Đây. Đấy, thùng này thùng xe chở quân sự nhá, để cho lính vào đây này. Cho các chú lính quân sự, chú bộ đội vào đây. Ây da, một em xe tải quân sự các bạn ạ. Đây. Rất là đẹp nhá. Có quả dàn di này. Đấy, các bạn thấy không? Như thật luôn. Đấy. Có vải dù ở trên nhá. Cứ bắt đầu đi quân sự nhá. Wow. Hiu. Hiu. Pam pam pam. Wow. Rất là nhiều đồ chơi. Tiếp tục nhá. Wow, bên này nữa này các bạn ơi. Ui chà chà. Một em xe chở rác à. Các bạn ơi, một em xe chở rác rất là xịn sò, xe chở rác màu vàng nhá. Này, cho rác vào đây. Đấy. Cho rác vào đây. Rồi. Xong rồi mình đổ rác nhá. Này, nâng ben này. Ít cho chà 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 chà. Ba 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 bam, ba bam, đổ rác nào. Quay 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 quay. Ui, đã đổ rác rồi. Hạ ben. Chì chà 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 chà. Wow. Đấy, một em xe chở rác nhá. Có thể chở lên đến 6 tấn các bạn ơi. 6.000 kg. Wow. Em này chở rất là khỏe. Đây, nâng ben hạ ben này. Ý xa. Rồi. Để máy. Wow. Ui xa xa. Băm. Rồi. Nào chúng ta đi tìm tiếp nhá. Hay da. Xem vườn cây này có cái gì không nhá. Ui. Wow, mình thấy rồi. Đây này các bạn ơi, có cái gì đây này. Đấy. Ui chà chà. Wow, một em xe cứu hỏa cần cẩu các bạn ơi. Fire truck crane. Wow. Ý, có quả móc cẩu này. Một em xe cứu hỏa nhá, vào đây. Đó. Tiếp tục này. Wow. Ui chà. Cái gì đây. Wow, đây là một em xe đầu kéo này các bạn này. Ui, xe đầu kéo tên là Mark. Wow. Ý chà chà. Ui, băm. Rồi. Đây nữa này. À, đây là một em xe buýt các bạn ơi. Một em xe buýt màu xanh nha. Rất là nhỏ và xinh này. Đấy, cho vào đây. Wow, cái gì đây nhỉ? Wow. À, một em máy xúc các bạn ơi. Chuck excavator. Wow, một em máy xúc tự hành. Wow. Yêu. Băm. Nhiều đồ chơi quá. Đây nữa này. Cái gì đây nhỉ? À, đây là một em xe trộn bê tông rất là nhỏ và xinh nhá. Đấy. Quay bê tông này. Ý, chà chà. Một em xe trộn bê tông rất là nhỏ. Trộn bê tông mini các bạn ạ. Đấy. Rồi, mình cho vào đây. Ok. Các bạn thấy không? Rất nhiều đồ chơi nhá. Hôm nay mình nhiều đồ chơi quá.